Và hôm nay cũng có rất là đông khách người ta đến nhá. À nhá, thế chú. Các bạn từ đâu đến đấy nhỉ? Chào cả nhà nhá. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có đủ lăng hề văn miều. Lăng cóc tiếng nít. Tiền của hai người đi thôi mà. Anh ở trên này có và hôm nay cũng có rất là đông khách người ta đến nhá. Hôm nay đây có đang luôn. Ôi chào cả nhà nhá. Thế các bạn ờ các bạn từ đâu đến đấy nhỉ? Chào cả nhà nhá. Xin chào tất cả mọi người. Có đủ lăng hề văn miều. Lăng cóc tiếng nít tới du lịch. Kìa, tôi chia kìa. Đấy đồi chè đấy các bạn ạ, rất là đẹp. Hôm nay là 30 tháng 4 rất là đông nhá. Chỉ tiếc là hôm nay là trời nó chưa được có đủ ánh nắng cho nên là đấy, phía dưới kia là rất là đông người luôn. Đây là một bếp củi anh em đã nướng gà đấy nhá. Có mấy củ khoai nó hơi to to một tí. Khoai luôn nhá, không biết là các bạn lấy đâu luôn. Alo, đấy đó đang kể cái mãi thế.
Chào các bác nhá. Đây là con xe của Quân 10. Chào bác, Quân 10. Quân 10 đứng lên. Đây chắc là khách quen của 40 ấy. À, LD liên danh. Quen 40 để lên. Quân 10 giờ mới lên đấy.